Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có lịch trình tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Argentina, ông Javier Milei, vào ngày 10 tháng 12. Một số nhà lãnh đạo thế giới khác sẽ tham dự lễ nhậm chức ngày 10 tháng 12 của ông Milei như vua Felipe VI của Tây Ban Nha, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Tổng thống Paraguay Santiago Peña, Tổng thống Uruguay Luis Lacalle Pou. Truyền thông Nga đưa tin, Đại sứ Nga tại Argentina Dmitry Feltitov cũng sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Milei. Hãng thông tấn Reuters Anh đưa tin chuyến đi của Tổng thống Zelensky đã được thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Theo đó, chuyến đi sẽ tập trung vào nỗ lực lâu dài của Kiev nhằm đảm bảo hỗ trợ từ Global South, nhóm các quốc gia đang phát triển tại châu Phi, Mỹ Latin và châu Á, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài đến tháng thứ 21. Reuters cho rằng, Ukraine đã cố gắng xây dựng quan hệ với chính phủ các quốc gia châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine, ông Zelensky, đã chúc mừng chiến thắng của ông Milei trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 vừa qua. Hai chính khách này cũng điện đàm không lâu sau cuộc bầu cử. Ông Milei đề nghị rằng Argentina có thể là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Mỹ Latin. Tổng thống Zelensky cảm ơn ông Milei vì sự ủng hộ rõ ràng dành cho Ukraine. Ông viết trên mạng xã hội vào thời điểm đó, điều này đã được người Ukraine chú ý và đánh giá cao. Theo kết quả chính thức của bầu cử Tổng thống vòng 2 tại Argentina, ứng cử viên theo đường lối cực hữu Javier Milei giành được gần 56% phiếu bầu và đánh bại đối thủ là Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa, có hơn 44% phiếu bầu. Nhiệm vụ hàng đầu của ông là vực dậy nền kinh tế lớn thứ 3 Mỹ Latin, thoát khỏi tình trạng đình đốn cũng như lạm phát. Cùng với đó là giải quyết nợ với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Argentina đang chật vật vì khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Tính riêng trong năm qua, lạm phát tại Argentina đã tăng vọt 60%. Đồng nội tệ peso trượt giá nặng nề buộc chính phủ Argentina phải tái cơ cấu khoản nợ 44 tỷ USD với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Sau cuộc phản công của Kiev diễn ra từ mùa hè, các quan chức Mỹ và Ukraine có những câu trả lời hoàn toàn khác nhau về nguyên nhân thất bại. Tờ Washington Post của Mỹ mới đây đã đăng một bài viết về cuộc phản công của Ukraine dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 30 quan chức Ukraine và Mỹ, cũng như hơn 20 sĩ quan và binh sĩ ở tiền tuyến, ghi nhận từ báo tin tức. Theo Washington Post, Ukraine và Mỹ đã đánh giá thấp các công sự và hệ thống phòng thủ rộng lớn của Nga, vốn được bảo vệ bởi hơn 70% bãi mìn trên khắp mặt trận, dài gần 1.000 km, khiến việc điều động thiết giáp trở nên vô cùng khó khăn. Việc thiếu sức mạnh không quân đã ngăn cản lực lượng Ukraine áp đảo lực lượng phòng thủ của Nga, vì các máy bay chiến đấu MiG cũ kỹ của Ukraine đã thất thế lớn trước các máy bay phản lực Su vượt trội của Nga và Mỹ đã không cung cấp F-16 theo yêu cầu. Cùng với đó, các lữ đoàn Ukraine mới thành lập thiếu nhân lực và kinh nghiệm chiến đấu, với 70% đơn vị cơ giới chủ chốt không có kinh nghiệm trước cuộc phản công. Bên cạnh đó, Mỹ và Ukraine có sự chia rẽ chiến lược khi Mỹ thúc đẩy một cuộc tấn công thiết giáp tập trung vào trục Nam Zaporizhia, trong khi Ukraine quyết định phân tán lực lượng trên ba mặt trận nhằm đánh bại các lực lượng Nga. Ngoài ra, đã có sự đánh giá quá cao về việc Ukraine có thể áp dụng tác chiến binh chủng hợp thành kiểu phương Tây nhanh, với kỳ vọng rằng những tháng huấn luyện của NATO có thể thay đổi chiến thuật quân sự kiểu Liên Xô. Ukraine cũng thiếu năng lực tên lửa tầm xa, đủ để tấn công hiệu quả cơ sở hạ tầng chỉ huy và mạng lưới hậu cần của Nga ở phía sau tiền tuyến. Ở phía ngược lại, Nga đã thể hiện khả năng huy động lực lượng, cơ động và củng cố các vị trí để đối phó với các hoạt động và cuộc tấn công của Ukraine. Việc trì hoãn nhiều tháng trong việc phát động phản công đã giúp Nga có nhiều thời gian để củng cố rộng rãi các vị trí phòng thủ kiên cố ở các khu vực trọng điểm. Từ quan điểm của Mỹ, Ukraine đã không thực hiện cuộc phản công một cách đúng đắn và không chú ý đến lời khuyên có thể dẫn đến thành công lớn hơn. Các quan chức quân sự Mỹ đã dự đoán trước những tổn thất nặng nề trong chiến dịch, nhưng cho rằng
cuối cùng sẽ có thêm nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng nếu Kiev không tiến hành một cuộc tấn công mang tính quyết định vì xung đột sẽ kéo dài. Các quan chức quân sự Mỹ cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine dàn trải lực lượng của mình trên 30 tấn công thay vì tập trung lực lượng dọc theo mũi nhọn phía Nam mà họ coi là chiến lược nhất. Họ tin tưởng rằng tướng Zaluzhny, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, lẽ ra phải huy động thêm binh lính và trang thiết bị đặc biệt để cắt đứt cây cầu nối liền của Nga tới Crimea. Mỹ cũng cáo buộc Ukraine đã thất bại trong các chiến thuật quân sự cơ bản, bao gồm cả việc không tận dụng hoạt động trinh sát mặt đất để lập sơ đồ đầy đủ các bãi mìn của Nga trước khi tiến quân. Các bãi mìn dày đặc cuối cùng đã làm giảm bớt các cuộc tấn công cơ giới mà các quan chức Mỹ cho rằng có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Họ cho rằng nếu trinh sát thích hợp và sử dụng các biện pháp ngụy trang như tạo màn khói để che giấu các hoạt động di chuyển, thì tổn thất về phương tiện và nhân mạng có thể đã giảm bớt. Ngoài ra, Lầu Năm Góc đổ lỗi cho việc Ukraine tiếp tục cung cấp nguồn lực xung quanh Bakhmut khi cần những lữ đoàn và vũ khí đó để tiếp viện cho mặt trận phía Nam. Các chỉ huy Mỹ ngày càng thất vọng trước việc Ukraine từ chối thay đổi cách tiếp cận, mặc dù liên tục cảnh báo họ rằng những nỗ lực giải rác trên toàn mặt trận sẽ không tạo ra được đột phá về mặt tác chiến. Nhìn chung, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ có vẻ nghi ngờ rằng nhiều tháng lập kế hoạch chi tiết và cung cấp vũ khí tiên tiến của NATO đã không dẫn đến một cuộc phản công quyết định như họ đã hình dung nếu lời khuyên của họ được tuân theo. Các quan chức quân sự Ukraine phản đối các khẳng định của Mỹ và cho rằng chính Mỹ đã không hiểu được động lực chiến trường hiện tại. Họ nói rằng chiến tranh cơ động kiểu phương Tây dựa vào xe bọc thép đã lỗi thời trước hệ thống phòng thủ nhiều lớp và máy bay không người lái cảm tử của Nga. Ukraine cáo buộc các quốc gia phương Tây không cung cấp hỏa lực không quân trong khi yêu cầu họ hy sinh binh sĩ trong các cuộc tấn công trực diện. Phó Thủ tướng Ukraine Oha Stefanisina nói, họ muốn chúng tôi tiếp tục cuộc phản công, muốn chúng tôi thể hiện những tiến bộ vượt bậc trên tiền tuyến. Nhưng chúng tôi không có máy bay chiến đấu, nghĩa là họ muốn chúng tôi chịu tổn thất binh lính của mình. Kiev cũng bảo vệ lập trường về lực lượng tập trung xung quanh Bakhmut vì hai bên sườn phải được bảo vệ cho cuộc phản công. Việc dàn trải chiến tuyến một phần cũng mang tính chiến lược, theo quan điểm của Ukraine, phân tán nhằm làm suy yếu sức mạnh của quân đội Nga. Các tướng lĩnh Ukraine cho rằng các quan chức phương Tây đã phớt lờ việc xung đột đã phát triển như thế nào với các công nghệ như máy bay không người lái cỡ nhỏ. Cuối cùng, các chỉ huy của Ukraine cảm thấy họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các chiến thuật phản công chậm hơn, thận trọng hơn để tránh tổn thất không kiểm soát được đối với các lữ đoàn đã suy kiệt của họ. Họ coi lời khuyên của Mỹ là không thực tế về những gì hệ thống phương Tây có thể đạt được trước một lực lượng mạnh như Nga. Ukraine cho rằng họ đã tránh được thất bại thảm hại, trong khi phương Tây đã đánh giá thấp khả năng phục hồi của Nga. Mỹ là một trong những quốc gia có vai trò đồng minh quan trọng hàng đầu của Ukraine. Trong cuộc xung đột với Nga, vai trò đồng minh hàng đầu của Mỹ càng được thể hiện rõ ràng hơn khi nước này luôn là nhà viện trợ hàng đầu, cung cấp tài nguyên cũng như vũ khí cho Ukraine. Theo đó, cập nhật diễn biến liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa Thượng viện Mỹ đã vừa bác dự luật trị giá 110,5 tỷ USD cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel, với lý do Mỹ cần ngân sách cho nỗ lực đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giáp Mexico. Bất chấp trước đó, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi Quốc hội phê chuẩn dự luật ngân sách viện trợ bổ sung, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng nhượng bộ trong vấn đề an ninh biên giới để đổi lấy việc Đảng Cộng Hòa thông qua dự luật này. Cụ thể, tất cả 49 nghị sĩ Cộng Hòa tại Thượng viện đã bỏ phiếu ngăn chặn dự luật trên. Đáng chú ý, ông Bernie Sanders, một thượng nghị sĩ độc lập, thường đứng về phía các nghị sĩ Dân Chủ, lần này chung quan điểm với các nghị sĩ Cộng Hòa phản đối dự luật. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chuck Schumer cũng thay đổi lá phiếu từ ủng hộ sang phản đối để ông có thể đề xuất một dự luật khả thi hơn trong thời gian tới. Như vậy, với 51 phiếu chống và 49 phiếu ủng hộ, dự luật đã không đạt được 60 phiếu tối thiểu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện và chuyển đến Hạ viện xem xét. Dự luật do Nhà Trắng đề xuất bao gồm 61,4 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, 14,3 tỷ USD hỗ trợ Israel và các khoản hỗ trợ dành cho các điểm nóng khác trên thế giới. Dự luật cũng dành một khoản ngân sách để thắt chặt an ninh biên giới Mỹ-Mexico.
nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của các thượng nghị sĩ Cộng hòa về việc tăng ngân sách cho an ninh biên giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!